mà là lý luận rồi quá. Vậy dở vô rửa đi. Vô rửa đi. Vậy vô rửa đi. Đợi đợi mày báo vô rửa. Vô đi. Trời ơi. Trời ơi. Bộ cái quán nó ế quá, hai má ra chửi lộn. Cho cái quán nó vui nó sơm này vậy à. Má nào? Làm gì có má nào ở đây? Là ông ấy với bà đó bà Di. Em tức anh hồn. Tức gì mà Di tức tôi trời trời. Không phải. Tức ông nội này nè. Ủa sao vậy? Anh em hỏi gì? Anh à. Ăn hiếp gì gì nữa? Em hỏi anh đứng đây. Dạ. Anh tao chọi cái xương rồng này vô đầu hai đứa các người nha. Anh Hồng anh đang làm chứng cho em đi. Ừ. Dù sao anh cũng lớn tuổi nhất ở đây. Được. Anh già nhất ở đây. Không. Bà chính già nhất. Rồi, anh làm chứng rồi, cho sao? Em đi. Nè, đừng ăn hiếp anh Hồng. Nhiên. Để anh Hồng làm chứng. Nè. Bây giờ á, mấy cái chai nhỏ nhỏ nó dính cái chất dơ bẩn, anh hiểu không? Thì bây giờ em con gái em chân yếu tay mềm em chùi không ra. Thì em mới phải ngâm để cho nó mềm ra, xong rồi cái mình chỉ cần mình chùi nhẹ là nó sạch rồi. Đúng, đúng không? Mình đúng. Xà bông. Ừ. Vậy đó mà em ngâm ở trong đó hay em chưa có chùi cái ống đó em ở dơ. Trời ơi, người ta có ý à, người ta phải ngâm, người ta phải từng giai đoạn một người ta mới rửa được. Gái tay yếu chân mềm sao đúng làm được? Đúng rồi đó. Ông hay lắm. Vậy nói em cái gì cũng bên đúng thôi chứ. Một viên, hai viên, ba viên, bốn viên. Chứ mà, sao? Trời ơi, cuối cùng rồi chắc con mơ mốt không có viên nào nè. Còn đỡ hơn ông á, đàn ông trai đi gây lộn với phụ nữ. Đúng rồi. Cái nào đúng thì thôi chứ, thì công việc mọi đứa chia nhau ra. Còn cái trai mà không biết rửa nữa, mơ mốt sao về nhà lấy chồng rồi. Đây, chạy ra ông không rửa cho người ta đi. Ờ. Trai. Thì tại sao ông đang cua người ta đó, ông vô rửa giùm đi. Nói anh nghe nè, đây được cái miệng không ạ? Suốt ngày hả cứ chì chiếc nói ta này nọ kia. Vậy chứ thử coi, ông biết được cái cách nào á mà bây giờ hả một cái chai cứng như vậy á mà chùi cho nó ra lẹ trong vòng 1 phút 30 giây ông làm thử tôi coi. Chị biết nè. Chị Tư. Chị Tư. Chị tới đi. Rồi đây. Chị Tư. Hỏi không? Tìm kiếm đồng minh. Trời đất ơi. Mấy đứa. Tư ngồi Tư. Ồn ào quá mấy đứa. Nha. Nó nghe là cái khu phố của mình là cái khu phố văn hóa. Mà sao mấy đứa ồn ào thiệt luôn á. Cái miệng chị lớn quá. Trời ơi, không, đây nè. Chị quạo em. Chị hòa giải giùm em vụ này. Chị nghe rồi. Chị phân xử. Chị rình ngoài đó chị nghe rồi. Chị... Trời ơi, sao chị vô đây thẳng mà sao chị thích rình mổ vậy? Chị quán mình lắm như chỗ công cộng, ai muốn rình ai muốn vô ai muốn ra ha. Đây giờ bây giờ cái vấn đề chính là của mấy đứa là mấy đứa không thể nào mà rửa cái chai mà cái lọ đúng không? Dạ. Ở bên trong mà em phải chờ 24 cái tiếng mới rửa được. Xíu à. Em phải ngâm cho nó mềm ra chị hiểu không? Đây chuyện rất đơn giản bởi vì chị là người phụ nữ có gia đình, cái gì nó cũng có kinh nghiệm hết trơn. Đây, bây giờ như vậy. Quán mình có trứng đúng không? Dạ có, dạ đang ăn trứng nhưng mà có trứng rồi. Đó, sau khi trứng các em luộc lên. Đó, luộc chín rồi, hồng đào cũng được. Đó, sau các em đập cái trứng ra. Đó, cái trứng thì mình ăn, cái vỏ mình giữ lại. Ủa vỏ bỏ chứ, vỏ bỏ chứ giữ là gì, bỏ giữ dơ quán. Thiển cận, đây nè, bây giờ nghe từ từ nghe chị nói mấy đứa sẽ nhảy vô hồng vô hoài. Đây, mình lấy cái vỏ mình làm cái gì? Đó, mình lấy cái vỏ mình bóp nhỏ ra, mình bỏ vô trong cái miệng chai. Đó, mình đứng lên, mình mở nhạc mình lắc. Xong rồi cái làm gì? Mình uống đúng không? Mày uống á? Ủa sao cái miệng tạp quá vậy ta? Làm không làm? Ủa thì em thấy giống như bartender. Chị nói bartender thì bartender lắc xong là mình đem ra mình uống thôi. Cái lắc đều trước khi uống. Mình lắc giống bartender chứ không có bartender nào mà pha chế cái nước với cái vỏ trứng hết. À, vậy mà nó cũng hỏi được nhưng nữa. Mà mình lắc vậy thì nó có tác dụng vậy chị ơi. Lúc mà em lắc như vậy đó thì những cái vỏ trứng nó ma sát vào cái thành chai. Đúng rồi, cái thành chai thì là thế là nó cái những cái vết bẩn nó thẩm thấu vào và nó dính vào trong những cái vỏ trứng. Em thấy hay không? Đó em hiểu không? Hiểu chưa? Tụi em hiểu rồi. Cái đó cũng nghĩ được ta. Giống như tại bình thường á tôi cũng hay lắc nước, tôi cũng bỏ vô rồi lắc vậy nè. Nhưng mà rồi. Cái nước nó quá mỏng manh. Đúng, nhưng mà đúng. Có cái vỏ nó sẽ có cái vỏ giống như nó sẽ ma sát vô vậy nè. Đó, đúng rồi, đúng rồi, nó ma sát. Ma sát. Đau không? Đau không? Đó. Đau. Đó. Hiểu rồi đúng không? Thôi vợ để em vô á, em coi con nếu mà nó chưa kịp ra, cái em lấy vỏ trứng em làm liền. Làm đi còn đợi gì nữa? À, nếu như ở nhà chúng ta có những cái chai hay những cái lọ mà dính những cái chất bẩn mà nó khó ra hoặc là chúng ta khó chùi rửa thì chúng ta hãy dùng cái cách là lấy vỏ trứng bỏ vào thêm chút nước lắc 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 và chúng ta sẽ rửa sạch những cái vỏ chai đó nha.